Xin chào bà con nông dân. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người một sản phẩm cực kỳ hữu ích cho việc trồng trọt, đó chính là Vinco 79, phân bón lá trung lượng. Vinco 79 là loại phân bón đặc biệt, cung cấp các dưỡng chất cần thiết ở mức độ vừa phải, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh và xanh tốt. Không chỉ vậy, Vinco 79 còn giúp cây chống chọi với sâu bệnh nữa đấy. Để Vinco 79 phát huy hiệu quả tối đa, bà con nhớ làm theo các bước sau nhé. Đầu tiên, pha loãng Vinco 79 với nước theo tỷ lệ 1:1, nghĩa là một phần phân bón pha với 1:1 phần nước. Nhờ sử dụng nước sạch, không lặn tạp chất để phân bón hoạt động tốt nhất. Sau khi pha loãng, bà con nên phun trực tiếp lên lá cây. Tốt nhất là phun vào sáng sớm hoặc chiều tối, khi trời không quá nóng. Như vậy, lá cây sẽ hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả mà không bị bay hơi do nặng. Mỗi tuần, phun từ 1 đến 2 lần để cây luôn được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Đặc biệt, khi cây đang ra hoa hoặc kết trái, sử dụng Vinco 79 thường xuyên sẽ giúp cây khỏe hơn, cho năng suất cao hơn. Bên cạnh đó, bà con cũng nên kết hợp Vinco 79 với các loại phân bón khác để cây trồng nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Và đừng quên thường xuyên theo dõi tình trạng cây trồng để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp nhé. Với Vinco 79, bà con sẽ thấy cây trồng của mình không chỉ xanh tốt mà còn khỏe mạnh, cho năng suất cao hơn hẳn. Hãy thử và cảm nhận sự khác biệt. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Website DearPlantVN.